cái người mà nước Việt Nam khi chết có tái sanh đến nước ngoài không? Điều đó là vì nhân quả thì nó không có không gian và thời gian rồi. Cho nên cái vấn đề mà tái sanh mà ở nước ngoài thì như ví dụ như người Việt Nam mình mà chết sanh qua Tàu thì cũng có, mà Tàu chết qua sanh Việt Nam cũng có. Cho nên vì một cái người mà ví dụ như mò thầy nói như thế này, khi một cái người mà người ta chết mà người ta tỉnh thức được, người ta nhớ được, hoặc là có một hôm đó thầy có một cái người mà đến tâm thầy là chú Hùng. Chú nói sao sao lại chú thích chữ Hán, chữ Nho đó, chú thích chữ Nho đó, cho nên người ta thay vì người ta học Anh ngữ, Pháp ngữ đồ này kia, mà trong khi mà nhà trường đưa ra cái chữ Hán, cái chú xin chú đăng ký chú học chữ Hán chú thích. Mà chú sống chú thấy mấy người, nhất là mấy cái vị tu sĩ mà người Tàu á, chú mến lắm. Chú hỏi tại sao chú gọi là có tâm như vậy. Thầy nói thật sự là cái chủng tử của chú là người Tàu. Cho nên bây giờ cái chủng tử đó chú thấy những người tu sĩ, tức là hồi đó chú là người có đi chùa ở trong đó, hoặc là chú đã là người tu sĩ ở trong các chùa Tàu ngày xưa. Cho nên thứ nhất là chú thấy chữ Nho là chú thích, là tại vì chú quân cái đó quá nhiều rồi, bây giờ cái sở thích chú nó hiện ra trong cái hiện kiếp của chú bây giờ hiện là người Việt Nam. Nhưng mà cái tâm của chú á, ngày xưa nó quân là cái người Tàu rồi. Cho nên bây giờ nghe nói đến cái tỉnh nào, cái tỉnh Quảng Đông thì phải, chú nói chú nghe nói tỉnh Quảng Đông dường như là chú thấy cái quê hương của mình vậy. Thì nói thật sự ra chú là một người tu sĩ có tu tỉnh thức rồi đó, cho nên cái này nó thực hiện ra qua rõ chú là chú chưa có bao giờ đi qua Quảng Đông, nhưng mà sao chú nghe Quảng Đông như là cái quê hương của mình muốn đến đó liền mình không đi Hồng Kông, không đi này kia. Cho nên chú nói có dịp mình về Quảng Đông mà mình nhớ ở mình, trong tâm của mình nhớ là như Quảng Đông nó có một cái chùa nào đó mà mình rất thích cái chùa đó, mà chú chưa từng thấy ở Việt Nam này có. Do đó chú nói như vậy. Vì vậy mà cho nên phải nói là người Trung Hoa mà có chết đi có sinh ra vượt qua Việt Nam mình, thì cái trường hợp chú đó là cái người Trung Hoa sinh Việt Nam, thì chắc chắn là người Việt Nam mình có sinh qua ở Trung Hoa. Thầy nghe một câu chuyện như vậy mà không biết có không, nhưng mà thầy xin thật lại, ở quê hương của thầy ấy, có một vị tu sĩ ở trong chùa, vị đó là hòa thượng, nhưng mà ở cái chùa đó thì cái xóm đó gọi, cái danh từ của họ gọi là cầu xe. Cầu xe, người ta dùng cái tên cái địa phương đó gọi là cầu xe, có lẽ là tắt đường, có lẽ là cái cầu người ta bó bằng cây để cho xe bò đi ngang qua, cho nên gọi là cầu xe. Chứ thầy không thấy cái di tích đó, nhưng mà người ta ở bây giờ người ta cũng còn gọi cái tên tục danh ở cái địa phương đó là gọi là cầu xe. Và cái chùa của vị hòa thượng ở cái khu vực đó, cho nên người ta gọi là chùa cầu xe. Đó là người ta dính lấy cái địa phương mà đặt cái tên chùa. Vì vậy đó, vì khi mà cái vị hòa thượng đó tịch á, thì cái vị hòa thượng đó mới trước cái giờ mà tịch á, thì cái vị hòa thượng đó mới lấy cái chữ Hán, bởi vì các vị hòa thượng đều là thống chữ Hán hết. Cho nên các vị, cái vị hòa thượng đó mới ghi ở trên cái thân của ông ta đó. Ông viết ở bên hông ông ta nè, ông lấy mực xạ đó, ông viết cái hàng chữ. Ông viết, ông để hòa thượng cầu xe xứ, ông để theo cái chữ Hán mà, ông viết vậy đó. Rồi ổng mới dặn cái những cái người mà ở bên Việt Nam á, khi mà ổng chết á thì chôn cất xây tháp rồi đàng hoàng, nhớ cái chữ ông viết ở trên thân của ổng đó. Nếu mà ở đâu mà có đứa nhỏ mà sinh ra mà có cái chữ đó đó, nói là hòa thượng cầu xe xứ đó, là chính ổng là tái sinh ở đó, thì ổng dặn như vậy. Do đó sau một cái thời gian mà trong cái thời mà vua Gia Long á, trong thời Gia Long gần đây chứ không có xa, do đó thì ở bên Tàu nó có sai cái người sứ qua bên đây mới hỏi bên Việt Nam này có cái chùa nào mà tên là cầu xe xứ không. Thì lúc bây giờ vua Gia Long mới tìm ra, mới nói có, mà cái chùa đó mới cất, có vị hòa thượng ở đâu ngoài miền Trung á, họ đi vào đó họ cất để mà họ ở tu, bởi vì nó còn rừng rú dữ lắm, có cái am. Nhưng mà chỗ đó là thường là dân đi chặt cây rồi họ bắt cái cầu họ đi qua cái suối đó, cho nên gọi là họ đặt cái tên là, cho nên nó chưa có tên làng xóm ấp gì hết chỉ có người địa phương người ta đi chặt cây rừng đó, người ta đặt cái chỗ đó là thấy cái cầu qua đó, họ kêu là xóm cầu xe xứ, cầu xe, họ kêu là xóm cầu xe. Do đó cái chùa ông cấp ở trong khu rừng đó, ông ở ông tu thì gọi là chùa cầu xe, chứ không có cái tên mà chùa Chân Như hoặc là Trúc Lâm hoặc cái này kia. Người ta lấy cái địa phương mà cái người dân nó gọi sao họ gọi cái chùa vậy. Cho nên khi mà hỏi thì vua Gia Long bị vị sứ bên Tàu qua hỏi thăm, gì nói có một người thái tử, tức là con của nhà vua Càn Long, vua ai trong cái thời ở bên Tàu mà thời vua Gia Long đó, thì mới qua bên đây hỏi. Thì cái mẫu chuyện nó như vậy,
thì qua bên đây hỏi đúng có như vậy. Trên cái thân của cái ông thái tử đó là có khắc cái hàng chữ. Hồi đó ổng là hòa thượng ở bên Việt Nam, mà qua bển là ổng là một thái tử của con của nhà vua bên đó. Đó là cái câu chuyện như vậy đó. Thì thầy xin thưa lại, thì như vậy là rõ ràng Việt Nam mình có những ông hòa thượng chết làm thái tử ở bên Trung Tàu chứ không phải không. Đây là câu chuyện huyền thoại, nhưng mà không biết nó có thật hay là huyền thoại nghe cho vui thôi. Nhưng mà đó là người ta nói về chuyện ở trong chùa. Nó nhiều ở Tây Ninh, nó cũng nhiều cái chuyện ngộ lắm, chứ không phải cái chuyện như cái bàn chim thọt rồi nó cũng có ở trên Tây Ninh. Cho nên người ta cũng là cái nơi mà du lịch để người ta xem những cái di tích cổ đó. Thì những cái mẫu chuyện ở Tây Ninh có nhiều cách lắm. Cho nên thầy sinh trưởng ở Tây Ninh do những cái mẫu chuyện mà nó huyền thoại đó, mà khi lớn lên là ai nghe cũng ham tu hết à. Chứ nó cái chuyện nó hay, nó cũng khích để cho chúng ta tu hành lắm. Thì như vậy là rõ ràng là một cái chú hùng đó, mà chú đến chùa thầy, chú nói đến cái trạng thái đó để mà hỏi thầy như thế nào đó, thì thầy mới nói đó là chú là người Hoa và chú cũng là một tu sĩ ở bên Trung Hoa đó. Cho nên do đó mà chú sanh qua Việt Nam bây giờ, cái nghiệp của chú đã tạo, cái nghiệp lực tạo nó chú nhớ lại đó. Mà chú là người có tu, tức là có tập tỉnh thức, tức là cái niệm Phật nhất tâm là đã có tỉnh thức rồi quý vị. Cho nên nó không có mất thành cái gì đâu. Vì vậy cho nên do đó mà cái vị này dù niệm Phật cái gì đi nữa thì chắc chắn là cũng phải thiện được. Bởi vì niệm Phật ai làm ác bao giờ đâu, cũng làm thiện chứ không ai làm ác. Đó thì thế nào nó cũng có thể nói rằng nó không những mà chúng ta sanh ở Trung Hoa mà cũng như Việt Nam, mà sanh Trung Hoa mà Trung Hoa sanh Việt Nam, mà chúng ta sanh cả những nước Tây Phương nữa quý vị. Ở đâu, bởi vì cái không gian này đối với nhân quả chỗ nào mà cũng có nó hết. Không có chỗ nào là không có nó, hễ có cái môi trường sống là có nhân quả rồi. Nó sẵn có tự nhiên của nó chứ không phải là ai chế ra cái luật nhân quả được. Cái hành động của chúng ta là tự là thiện ác thôi chứ có ai chế được nó đâu.